Sẵn sàng nhá, bắt đầu nhá. Để thu được kim loại đồng từ dung dịch COS4 theo phương pháp thủy luyện thì các có thể dùng kim loại nào sau đây? Để thu được kim loại đồng từ COS4 theo phương pháp thủy luyện. Thế lưu ý này, đồng mà thủy luyện. Thế mình phải nhớ được là cái phương pháp thủy luyện là phương pháp gì? Phương pháp thủy luyện. Các cháu nhớ này. Thủy luyện là mình dùng cái gì nhỉ? Là mình dùng cái gì nhỉ? Là mình dùng là kim loại mạnh. Kim loại mạnh. Kim loại mạnh. Đẩy kim loại yếu ra khỏi muối của nó. Đẩy kim loại yếu ra khỏi muối của nó. Kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối của nó. Vậy thì mình có này. Canxi của mình là kim loại mạnh. Natri mình là kim loại mạnh. Sắt của mình là kim loại mạnh. Nhưng bạc không mạnh hơn đồng. Được chưa? Phải là bỏ bạc. Thứ hai, chúng ta cần phải lưu ý một chút thế này cho. Đó là thằng canxi tác dụng với nước nên không thể thủy luyện được. Thằng natri cũng tác dụng với nước nên không thể thủy luyện được. Vậy là toang thằng canxi, toang thằng natri. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là đáp án D. Với một cái phương trình như sau, đó là phương pháp thủy luyện, đó là Fe cộng với lại đồng 2 cộng thì tạo thành Fe2 cộng cộng với lại đồng. Được chưa? Vậy là mình điều chế được thằng đồng. Ok. Mất gốc xem hiểu chứ. Đây là livestream dành cho mất gốc mà các cháu. Đúng rồi, ok, chính xác. Đinh Thị Thu Thảo, chào Hiền Hiền. Hello, chào các cháu. Đúng, chính xác luôn. Lê Thảo Ly, chính xác. Quang Anh, chính xác. Nha, chúng ta sang tiếp câu số 2 nào. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng? Đây là chuỗi livestream của chúng mình chữa đề thi minh họa kỳ thi Trung học Thông quốc gia năm 2017 nha. Câu số 2, cho kim loại đồng vào dung dịch HNO3. Câu số 2, cho kim loại đồng vào dung dịch HNO3 thì chúng ta lưu ý rằng là đồng có khả năng tác dụng với HNO3 để tạo thành Cu NO3 hai lần cộng với lại NO cộng với lại H2O các cháu nhá. Vậy là có xảy ra phản ứng nên bỏ A. Đây để bài hỏi không mà. Kim loại sắt vào dung dịch sắt Fe2F4 3 lần. Vậy là mình có Fe cộng với lại sắt 3 cộng để tạo thành Fe2 cộng. Đúng chưa? Cũng có xảy ra phản ứng nhá. Nên là bỏ tiếp, đề bài hỏi không mà, đề bài hỏi không mà. Ở ý C, cho kim loại bạc và HCl, mình biết thừa chắc chắn là bạc không tác dụng với HCl. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C nhé, bạc này không tác dụng với HCl. Được chưa? Có đáp án D thì sao? Đáp án D thì mình có là kẽm tác dụng với lại CuSO4 để tạo thành ZnSO4 cộng với lại Cu thì nó có xảy ra phản ứng nên toang nốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhé các cháu nhé. Các cháu chú ý này đấy, nhìn rõ các phương trình này. Đầu tiên là đồng thì có phản ứng HNO3, đúng chưa? Thứ hai là sắt không có tác dụng với sắt 3, được chưa? Như thứ tư là bạc không tác dụng với HCl và thứ năm là kẽm tác dụng đối với đồng vì kẽm mạnh hơn đồng. Đấy các cháu nhớ chưa? Nhớ lưu lại để comment đáp án nhá. Đúng là Trịnh Dương nhá. Hiền Thị comment sớm này, đúng là Đinh Gia Lưu, hoàn toàn chính xác Quang Anh. Rất tốt. Có bao nhiêu bạn đã theo dõi video livestream của chúng mình đã sở hữu cuốn sách xịn sò 15 đề 7 cộng mà có cả giải chi tiết này của chúng mình này. Chấm cái để chúng mình biết xem nào. Có bao nhiêu bạn đã sở hữu cuốn sách xịn sò này của chúng mình này? Câu số 3. Câu số 3, trong thực tế không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn? Trong thực tế, hello, đúng rồi, chào Đặng Thị Mỹ Lợi, chào Nguyễn Việt Hà nhá. Trong thực tế các cháu nhớ tác, các bạn có cháu vào đây và kể cả những bạn mà đã mua sách của chúng mình thì cũng tác vào đây để các bạn cùng học nhá. Trong thực tế, hello, chào Dương Văn Thiên, không sử dụng cách nào sau đây để bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn? Thế mình để bảo vệ kim loại đồng, kim loại sắt, khi mà mình gắn đồng với kim loại sắt thì mình có một cái pin điện hóa sắt đồng và do sắt mạnh hơn đồng nên sắt bị ăn mòn. Sắt bị ăn mòn thì không thể là bảo vệ kim loại sắt khỏi bị ăn mòn được mà để là phá hủy kim loại sắt nhanh hơn. Được chưa? Vì vậy nên là ba chúng ta là đáp án à, vì sắt tính khử mạnh hơn đồng nên sắt bị ăn mòn trước. Được chưa? Kẽm lên bề mặt sắt thì kẽm bị ăn mòn trước. Đúng chưa? Kẽm bị ăn mòn trước, vậy là đúng là mình sử dụng là kẽm lên bề mặt sắt là đúng luôn. Được chưa? Phủ một lớp sơn lên bề mặt thì không thể bảo vệ được. Tráng thiếc lên bề mặt thì cũng là phủ một lớp sơn bề mặt là dùng để bảo vệ sắt. Đúng chưa? Tráng thiếc lên bề mặt cũng là để bảo vệ sắt. Được chưa? Vậy là gắn đồng với bề mặt kim loại sắt là bảo vệ đồng nhưng mà bảo vệ sắt. Vậy là toang là không đúng là đáp án A các cháu nhé. Câu số 4 à. Để làm sạch lớp cặn trong dụng cụ đun và nước nóng. Riêng câu 4 này đứa nào mà comment đáp án, chúng mình sẽ tặng quà cho 10 đứa comment đáp án nhanh nhất câu số 4. Câu số 4 này rất nhiều đứa toang. Chúng mình sẽ tặng quà cho 10 đứa nào comment đáp án câu số 4 nhanh nhất. Tự nhiên có hứng tặng quà nhé. Tự nhiên chúng mình có hứng tặng quà cho 10 đứa comment đáp án câu số 4 nhanh nhất. Comment nhanh lên nào. Comment nhanh lên không là toang đấy. Để làm sạch lớp cặn trong các dụng cụ đun và nước nóng thì người ta dùng cái gì? Thế thì chúng ta phải hiểu là cái lớp cặn trong các dụng cụ đun và nước nóng nó là cái gì đã. Thế thì cái lớp cặn trong các dụng cụ đun và nước nóng của chúng ta ấy, thì nó chính là gì? Nó chính giống là đá vôi CaCO3.
Được chưa? Thế thì để làm sạch cái cặn này thì mình phải sử dụng một cái thằng nào đó mà tác dụng đối với CaCO3. Dĩ nhiên nước vôi trong là CaOH 2 lần thì không thể sử dụng được. Đúng chưa? Toang bởi vì CaOH 2 lần không hòa tan được CaCO3. Đó, dung dịch muối ăn là NaCl càng không thể hòa tan được NaCl3 nên toang nốt đáp án C. Ancolytic chúng ta là C2H5OH cũng không hòa tan được CaCO3, lại loại nốt đáp án D. Mình chỉ còn giấm ăn là CH3COOH. Giấm ăn CH3COH là axit thì axit này thì lại hòa tan được CaCO3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bò. Ôi đến bây giờ của chú vẫn chưa loát được là những đứa nào comment đáp án luôn. Thế mới gọi là dễ sợ. À, đấy bây giờ chúng ta comment đáp án câu số 5 xong rồi tiện cho chúng mình gửi quà cho tất cả các cháu mà đã share và comment đáp án câu số 4 trong livestream của chúng mình nhá. Cháu nào mà chưa share video livestream chúng mình thì share lại về tường. Cháu nào mà chưa tag các bạn vào thì chắc tag lại bởi vì đây là chúng mình đi chữa những câu giải đề hay nhất của đề thi minh họa năm 2017, dễ ăn điểm nhất. Chúng ta lấy với mức độ 7 cộng nhá. Mức độ 7 cộng là mình giải được khoảng độ tầm 28 đến 30 câu. Đúng chưa? Và chúng ta chụp mục tiêu ta đi thi cũng chỉ vậy thôi. À, câu số 5 trong công nghiệp thì magie được điều chế bằng cách nào dưới đây? Các cháu cần lưu ý một điều thế này. Đây là đề bài hỏi chúng ta là trong công nghiệp magie được điều chế bằng cách nào? Thế thì mình phải hiểu là magie chúng ta là đứng tầng đứng đứng trước thằng nhôm trong cái điện hóa. Vậy thì tất cả những cái thằng mà kim loại kiềm với kiềm thổ ấy thì không thể điều chế được bằng pháp thủy luyện đâu. Được chưa? Thủy luyện bởi vì nó tác dụng với nước mất. Thế nên là không thể là thủy luyện mà cũng không thể kim loại mạnh để kim loại yếu bởi vì là kali tác dụng với nước rồi. Bỏ thằng này. Sắt không đẩy được magie bỏ nốt. Điện phân dung dịch thì không thể bởi vì là magie mà sinh ra magie tác dụng với nước ngay. Vậy là không thể. Vậy chỉ có thể là điện phân nóng chảy MgCl2 thôi. Điện phân nóng chảy MgCl2 thì mình thu được Mg cộng với lại Cl2. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Các cháu có comment đáp án câu số 4 đi nhá. Tí nữa chúng mình gửi quà cho các cháu câu số 4 trước đây này. Bây giờ này, mạng chúng mình loát này, không loát được một phát bình luận nào luôn. Nên chưa có thể gửi quà được cho các cháu, được chưa? Mình sang câu tiếp nhá. Câu số 6 cái này là mạng lag quá thôi, mình cũng chẳng biết làm sao được. Đây là mạng 4G Viettel mà còn đứt cước thế này thì chắc là các bạn khác còn toang hơn đúng không? Câu số 6. Và giải tiếp sang câu số 6. Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp X gồm nhôm và sắt. 13,8 gam. 13,8 gam hỗn hợp gồm nhôm với sắt vào dung dịch. Các cháu phải chú ý nhá, đây là H24 loãng, được chưa? Mình phải nhớ rằng đây là H24 loãng, H2SO4 loãng thì thu được. Mình lưu ý cho chúng mình này, thì thu được này, nhôm nó dùng H24 loãng thì lên nhôm dương 3 đúng không? Al2SO4 3 lần. Còn sắt tác dụng H24 loãng thì lên sắt dương 2 đúng không? FeSO4 cộng với lại khí hydro sinh ra. Chúng ta tìm được số mol khí hydro bằng 10,08 chia cho 2,4. 10,08 chia 2,4 thì bằng 0,45 mol. 0,45 mol. Số mol hydro bằng 0,45 mol. Ở đây mình đặt số mol của nhôm của mình là A, số mol của sắt của mình là B. Được chưa? Với số mol của nhôm là A, số mol của sắt là B thì mình được hệ phương trình như sau. Đầu tiên là 27A. 27A cộng với 56B cộng với 56B thì bằng 13,8, bằng 13,8. Được chưa? Phương trình thứ hai là phương trình sinh ra hydro. Chúng ta lưu ý này, ở đây mình hoàn toàn có thể sử dụng bảo toàn electron được. Nhôm của mình là nhôm không, biến lên nhôm Al243 lần là nhôm dương 3. Vậy là nhường 3E, vậy nó sẽ là 3A. Cộng với sắt của mình là sắt không, biến lên Fe4 của chúng ta là sắt dương 2. Sắt dương 2 là sắt không nên sắt dương 2 thì nó là 2B thì bằng H này là chúng ta là H cộng 1 biến về H0 là cộng 1 trừ về 0 là bằng 1E. Nhưng đây là H2, vậy là phải nhân 2 nên phải là 2E. 2 nhân với lại 0,45. Được chưa? 27A, 56B, 13,8. Các cháu chú ý nha. 5, 1 này, 27 bằng này, 56 bằng này, khối lượng bằng 13,8. 13,8 bằng này, 3A này, 3 bằng này, 2 bằng này, 2 nhân 0,45 bằng này. Đấy, mình có này. A bằng 0,2, B bằng 0,15. A bằng 0,2, A bằng 0,2 và B bằng 0,15. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được phần trăm về khối lượng của nhôm. Nhôm ấy là 0,2 nhân với 27 nhé. 0,2 0,2 nhân 27 bằng được bao nhiêu chia cho 13,8 thì kết quả chúng ta là bằng bao nhiêu? Đấy, 39,13%, mình nhân 100 nữa là bằng 39,13%. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án cờ. Đáp án đúng là của chúng ta là đáp án cờ. Ui các cháu nhìn này, đến giờ vẫn chưa loát được bình luận của các cháu, dã man không? Dã man con ngan thật, mạng lát dễ sợ thật. Từ lâu nay bây giờ mới nhìn thấy mạng lát một lần nữa. Chúng ta sang câu số 7 nhé. Phương trình hóa học nào sau đây là sai
Các cháu nhớ comment đáp án thật mãnh liệt nhé. Chúng mình không nhìn thấy thấy việc các cháu comment đáp án, nhưng việc comment đáp án của các cháu là một cái hình thức cổ vũ cho chúng mình rất là nhiều trong quá trình chúng mình dạy học cho các cháu, để chúng mình nghĩ được những cái phương pháp dạy sâu hơn, chất hơn và dễ hơn dành cho các cháu, để biến môn hóa từ một môn dễ, từ một môn khó thành một môn dễ. Sorry, tí nói nhầm, trở thành từ một môn dễ trở thành một môn khó toàn. Mình có này, đây là Chrome không. Chú ý Chrome không mà các dụng axit H24 loãng hay là HCl loãng thì chỉ lên Chrome dương 2 thôi. Vì vậy nên là đây phải là dương 2. Nên sai chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Sai chúng ta là đáp án A. Ok. Ý B này. Ý B này. Chrome tác dụng với clo. Chrome chúng ta chú ý là vừa giống nhôm mà vừa giống sắt. Vậy đây mình có phản ứng là chrome mà tác dụng với clo ấy. Chrome mà tác dụng với clo thì chắc chắn nó tạo thành CrCl3, được chưa? Hoàn toàn chính xác. CrOH3 lần ăn HCl tạo thành CrCl3 cộng với H2O, chính xác tiếp. Chúng ta lưu ý rằng là Al2O3 thì nó chính là hydroxit lưỡng tính cũng như Al2 cũng như là CrO2O3, nên nó tan trong NaOH đặc để tạo thành NaCrO2 cộng nước. Hoàn toàn chính xác luôn. Vì vậy nên là sai chúng ta câu 7 là đáp án B là hoàn toàn chính xác. Nào mình sang câu số 8 nào. Câu số 8 nào. Câu số 8, nếu cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch NaOH thì xuất hiện kết tủa màu gì? Đây chúng mình viết phương trình cho các cháu coi nhá. Fe3 cộng mà vào dung dịch NaOH là OH trừ thì chắc chắn chúng ta thu được kết tủa là FeOH3 lần. Và kết tủa FeOH3 lần này chúng ta là kết tủa màu nâu đỏ, được chưa? Kết tủa màu nâu đỏ. Nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bò nâu đỏ. Các cháu nhớ chưa? Và bây giờ mình sang tiếp câu tiếp theo là câu số 9. Câu tiếp theo câu số 9, cho amon sắt tác dụng với amon khí clo. Cho amon sắt Fe tác dụng với amon khí clo thì chắc chắn ta tạo thành FeCl3, được chưa? Để tạo thành FeCl3 thì tiếp tục là thu được hỗn hợp chất rắn để amon sắt này, amon Cl2 này, thằng này là 2, thằng này là 2, thằng này là 3. Vậy hoàn toàn như này chúng ta nhìn thấy rằng là biết ngay là sắt chúng ta dư, đúng chưa? Clo ta phản ứng hết A này, A nhân 2 chia 3 là bằng 2 phần 3A này. Vậy sắt dư là 1 phần 3A này, không này, được chưa? Và ở đây nó tạo thành là gì? 2 phần 3A, 2 phần 3A. Vậy hoàn toàn mình tìm được là chất rắn X của chúng ta là gồm gì? Chất rắn X của chúng ta là gồm FeCl3, số mol là 2 phần 3A và số mol của sắt là 1 phần 3A. Sắt là 1 phần 3A, được chưa? Vậy thì hoàn toàn đến đây mình có này, hòa tan thằng này, hòa tan thằng này trong nước. Hòa tan thằng này trong nước thì mình sẽ có một cái phản ứng xảy ra. Đấy là của thằng sắt không cộng với sắt dương 3 nhá. Mình có này, sắt không cộng với lại sắt dương 3 thì về sắt dương 2. Thì về sắt dương 2. 2 3. Thế thì hoàn toàn đây chúng ta có này, số mol sắt bằng 1/3A, 1/3A. Số mol Fe3 cộng của chúng ta bằng 2/3A. Vậy thì mình biết ngay nó phản ứng hết để nó tạo thành A. Vậy là cuối cùng là tạo thành amon sắt 2 cộng. Amon sắt 2 cộng, vậy thì cái sắt 2 cộng của chúng ta nó chính là FeCl2. Sắt 2 cộng này, vậy dung dịch chúng ta chắc chắn là FeCl2. Dung dịch Y chắc chắn là FeCl2 các cháu nhé. Và bởi vì là dung dịch Y chúng ta là FeCl2 thì mình có này, sắt mình có bạc cộng chắc chắn tác dụng với Cl trừ rồi, đúng chưa? Vì vậy nên là thằng này có tác dụng toang. OH trừ tác giác chắc chắn tác dụng với sắt 2 cộng rồi, toang tiếp. Clo thì tác dụng chắc chắn tác dụng với sắt 2 cộng để tạo thành Fe3 cộng rồi, toang tiếp. Vậy mình chỉ có đồng, đồng thì không đẩy được sắt ra khỏi mối của nó nhá. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Mình chỉ có sắt đẩy được đồng chứ chưa bao giờ có cái chuyện ngược đời là đồng đẩy sắt cả, được chưa? Các cháu nhớ để học nhá, nhớ comment đáp án thật mạnh mẽ vào, chúng mình chẳng nhìn thấy bình luận của các cháu đâu. Mạng lag quá mà, mạng cực lag luôn, dễ sợ thật, quá buồn cho con chuồn chuồn. Thằng mà chúng nó cứ kêu là mạng lag, hôm nay là mình được tận hưởng mạng lag thật. 4G Viettel cũng không lắp nổi bình luận của các cháu để biết như thế nào, dễ sợ. Nào chúng ta sang câu tiếp nhá, câu số 10. Các cháu sẵn sàng sang câu số 10 chưa? Sẵn sàng rồi thì chấm cái để chúng mình biết. Sẵn sàng sang câu số 10 chưa? Sẵn sàng rồi thì chấm cái cho mình biết nhá. Câu số 10. Cho kim loại nhôm, đồng, sắt, bạc, số kim loại trong dãy phản ứng với dung dịch H24 loãng là. Thế thì để mà phản ứng với dung dịch H24 loãng ấy thì kim loại đó phải đứng trước hiđro trong dãy tuần hoàn. Muốn tác dụng với dung dịch H24 loãng thì kim loại đó phải đứng trước hiđro trong dãy tuần hoàn. Vậy mình có là nhôm là đứng trước hiđro, đồng không, sắt đứng trước hiđro, bạc không. Vậy mình có là nhôm và sắt, vậy mình có hai chất. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ hai chất. Ok, các cháu hiểu bài không? Các cháu hiểu bài không? Cháu nào hiểu bài ơi, các để chúng mình biết nào. Câu số 11.
Câu số 11. Để phân biệt các dung dịch riêng biệt thì mình sử dụng chất nào? Thế mình có này, ở đây mình có này, Cl trừ, Cl trừ, Cl trừ, Cl trừ là giống nhau hết. Đúng chưa? Do bởi vì là Cl trừ giống nhau hết nên mình phải đi nhận biết bọn cation. Và nhận biết bọn cation thì mình hay thường sử dụng thằng dung dịch bazơ. Vậy đây mình có thằng NaOH là dung dịch bazơ duy nhất. Mình thử thằng NaOH xem nhá. NaOH mà vào NaCl thì không hiện tượng. NaOH vào MgCl2 thì mình thu được là magie hydroxit kết tủa màu trắng. Được chưa? Vào AlCl3 thì mình thu được AlOH 3 lần kết tủa màu trắng rồi tan. Rồi kết tủa tan. Thế là nó cũng là một cái cách để chúng ta phân nhận biết được AlCl3 và MgCl2. Cuối cùng FeCl3 thì mình thu được FeOH 3 lần kết tủa màu nâu đỏ. Vậy là dùng NaOH thì chúng ta là nhận biết được hết, nhận biết được ôn. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án có họ. Được chưa? Mình sang câu tiếp nhá. Câu số 12. Câu số 12. Nung hỗn hợp X gồm nhôm. Mình có số mol nhôm bằng 2,7 chia cho 27 bằng 0,1 vào 10,8 gam FeO. Chúng ta tìm được số mol FeO. Số mol FeO bằng 10,8. 10,8 chia cho Fe là 56, oxy là 12 chia cho 72 thì bằng 0,15 mol. 0,15 mol. Được chưa? Thế thì mình đi cân bằng thôi. Nhôm tác dụng với FeO trong điều kiện nhiệt độ thì mình sẽ thu được đó là Al2O3 cộng với lại Fe các cháu nhé. Thế thì hoàn toàn mình có này, cân bằng đây là 2. Đúng chưa? Đây là 2 này. Đây là 3. Đây là 3. Vậy mình có hoàn toàn, mình nhìn này mình biết ngay là cả hai thằng này đều hết. Đấy chưa? Đề bài nó là hoàn toàn rồi. Thu được hỗn hợp Y. Nhưng mà chú ý đây là sau một thời gian. Sau một thời gian thì thu được hỗn hợp Y. Vậy thì sau một thời gian thì hỗn hợp Y chúng ta gồm Al2O3 Fe nhôm dư và cả FeO dư. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt ở đây này là hòa tan hoàn toàn Y, đây là Y nhá. Đây là dung dịch Y, do có từ sau một thời gian nên là chắc chắn Y tồn tại Al2O3 nhôm dư và FeO dư. Thế thì để hòa tan hoàn toàn Y, để hòa tan NaOH cần vừa đủ V ml dung dịch H24, à đây là dùng H24, H24 loãng. Thế thì nếu mà sử dụng H24 loãng ấy thì bản chất dù là Al2O3 hay là Al thì nó đều tạo thành Al2SO4 3 lần. Đúng không? Bản chất là FeO thì kiểu gì Fe tác dụng H24 loãng thì cũng tạo thành FeS4. Mà FeO tác dụng H24 loãng thì cũng tạo thành Fe4, rất là dễ thôi. Vậy hoàn toàn nên mình đi bảo toàn nhôm điểm đầu điểm cuối. Điểm đầu nhôm ta là 0,1, nhìn thấy chưa? Điểm đầu nhôm ta 0,1, vậy ở đây là 0,1 chia cho 2 thì bằng 0,05. Điểm đầu ta sắt là 0,15. Vậy thì anh này sẽ là 0,15. Cuối cùng ở đây bây giờ muốn tìm được số mol của H24 thì mình đi bảo toàn gốc SO4 0,15 nhân 1 cộng với 0,05 nhân 3 thì bằng 0,15. 0,15 cộng 0,15 thì bằng 0,3. Vậy mình có số mol H24 bằng 0,3. Và đến đây chúng ta tìm được nồng tìm được V 0,3 chia cho 1 thì bằng 0,3. 0,3 thì bằng 300 ml. Đáp án đúng chúng ta là đáp án cờ các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án cờ, rất là dễ thôi. Đâu có gì khó khăn lắm đâu. Mình sang câu số 13 nào. Câu số 13. Cho hỗn hợp gồm đồng và Fe2O3. Cho hỗn hợp gồm đồng. À, các cháu ơi, các cháu đã comment đáp án xong rồi share video livestream chúng mình lại về tường thì nhớ inbox cho chúng mình để nhận quà nhé. Thứ hai là cuối buổi chúng mình sẽ lại tặng một món quà siêu to khổng lồ nữa. Nên các cháu chú ý theo dõi livestream đến cuối buổi để nhận được nhận quà nhá. Câu số 13. Chúng ta chữa mức độ 7 cộng có nghĩa chúng ta chữa 28 câu thôi. Câu 13. Cho hỗn hợp đồng và Fe2O3. Cho hỗn hợp đồng và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Thế chúng ta lưu ý này, đầu tiên Fe2O3 tác dụng HCl để tạo thành FeCl3. Đây là dưới dạng dung dịch rồi. Thì FeCl3 có thằng đồng thì nó tác dụng tiếp với thằng đồng để tạo thành FeCl2 cộng với lại CuCl2. Đây bài bảo là sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch X và một lượng chất rắn không tan Y. Do là thu được một lượng chất rắn không tan Y. Do là thu được một lượng chất rắn không tan Y nên chắc chắn đồng dư. Đồng dư thì FeCl3 phải hết. Vậy dung dịch Y chúng ta là chắc chắn tồn tại gì? FeCl3, FeCl2 và gì? FeCl2 và CuCl2. Chỉ có hai mối thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Và cái này chúng mình đã nói rất là lâu rồi, cứ cho thằng đồng dư thì chắc chắn dung dịch chỉ tồn tại mối sắt 2. Được chưa? Các cháu nhớ nhá, mà bạc cộng dư thì trong dung dịch chỉ tồn tại mối sắt 3. Đấy các cháu nhớ để mà học bài nhá. Nhớ đấy, mình sang câu tiếp này. Câu số 14. Các cháu thấy những câu này quen rồi. Những câu này nếu mà cháu nào mà theo chúng mình từ đầu ấy thì sẽ thấy là nó luôn luôn có ở trong các cái đề thi, ví dụ như là đề thi ở trong cuốn 2000 câu trắc nghiệm của chúng mình này, trong cuốn vô cơ này, trong cuốn hữu cơ này thì đều có những cái câu này. Đấy thế nên là các cháu cứ làm đi làm lại là các cháu thuộc luôn này.
Đấy nhá, đợi cho mình tí, chúng mình đo công nước uống. Ôi giời ơi. À, khát nước quá. À, chúng ta sang tiếp câu 14 nha. Chúng ta sang tiếp theo câu số 14. Nước thải công nghiệp thường chứa các ion kim loại nặng. Nước thải công nghiệp thì thường chứa các ion kim loại nặng như HG2 cộng, PB2 cộng, sắt 3 cộng. Để xử lý sơ bộ nước thải trên thì mình làm giảm nồng độ các ion kim loại nặng với chi phí thấp. Người ta sử dụng chất nào sau đây? Chúng ta lưu ý nhé, làm giảm nồng độ ion kim loại nặng thì thường là tương đương với là gây kết tủa. Chi phí thấp thì chất đấy nó phải rẻ tiền. Vậy là làm kết tủa nó phải thỏa mãn hai điều kiện: kết tủa và rẻ tiền. Thế thì không thể sử dụng NaCl được. Đúng chưa? NaCl thì không làm cho các ion này kết tủa, FeCl3 không kết tủa, được chưa? HCl cũng vậy, không. Đúng chưa? Thế thì KOH thì gây kết tủa được nhưng chi phí nó cao. Bởi vì KOH chúng ta có thấy bán nhiều ngoài thị trường không? Không, mà thằng vôi tôi thì lại bán rất nhiều ngoài thị trường. Vậy chắc chắn là mình sử dụng nước vôi CaOH này lần. Nhớ nhé, thường thì tất cả chúng ta đều sử dụng nước vôi hết. Đáp án đúng đáp án B, tại nó rẻ tiền mà. Nhìn đâu cũng có, đúng không? Câu 15. Câu 15. Chất nào sau đây có tên gọi là đường nho? Chất nào sau đây có tên gọi đường nho? Các cháu thử comment xem nào. Chất nào sau đây có tên gọi là đường nho? Chắc cái này đứa nào cũng biết. Chắc chỉ có chúng mình không biết thôi, đúng không? Bạn nào mà nằm bệnh viện rồi thì bạn đã biết, đúng không? Nhớ xem video livestream lại nhá, xong là comment đáp án để chúng mình nhớ tên nhá. Đây rồi, bây giờ chúng mình nhìn thấy tên các cháu này rồi. Chất nào sau đây được gọi là đường nho? Wow, Trần Đức Anh, à Kaka Anh Đức comment rất là nhiều nhá. Mộng Kha cũng comment rất là nhiều nhá. Trung Thành nhá. Đấy. À, Nguyễn Hoàng Anh nhá, sao lát được, chắc là bên mạng các cháu lát chứ mạng thì chúng mình vẫn nét căng à. Các cháu nhớ share video livestream thật nhanh để về tường nhá. Xong rồi tag các bạn vào trong video livestream nhá. Tí chúng mình tặng quà nha, chúng mình đang nhìn tên của những đứa đang comment này rồi. Đấy, câu 16 này, câu 15 này. Chất nào sau đây có tên gọi là đường nho? Vậy thì chất mà có tên gọi là đường nho của chúng ta là chất nào nhỉ? Đường nho, đường nho là đường có nhiều trong quả nho hay là chiếm 0,1% trong máu người, đúng chưa? Thì nó chính là gì? Đường glucose. Cẩn thận, bây giờ toang hết, quên hết hữu cơ rồi ấy. Nhỉ? Bao nhiêu đứa vote chúng mình phải làm buổi live hữu cơ cho các cháu đó. Bao nhiêu đứa vote một buổi live hữu cơ chấm cho chúng mình biết rồi. Bao nhiêu đứa vote là một nên làm một buổi live hữu cơ. Nào, mình có sang câu tiếp nha. Mình có sang câu tiếp, câu số 16. Câu số 16 này. Ui, câu này dễ ọt luôn. Cho 500 ml, cho 500 ml dung dịch glucose phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Thế mình cần phải lưu ý thế này này, một anh glucose các cháu nhá, một anh glucose thì luôn luôn cho ra hai thằng bạc. Được chưa? Thế thì hoàn toàn mình tìm được số mol bạc này, 10,8 chia cho 108 thì bằng 0,1. Vậy hoàn toàn mình suy ngược lại được số mol glu 0,1 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,05. Được chưa? Số mol glucose bằng 0,05 thì hoàn toàn mình tìm được nồng độ của glucose nhé, 0,05 này chia cho 0,5 này thì bằng 0,1. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D, 0,1. Được chưa? U dồi ôi, câu 17. Câu 17 dùng skin kịch cực kỳ kinh khủng của chúng mình Bia Ly. Xem là trong này mình có skin kinh khủng hay không nhỉ? Dùng skill cực kỳ kinh khủng của chúng mình Bia Ly. Trong này có cái skill đấy không? Chúng mình nhớ chúng mình có làm cái skill đấy để dành riêng ra cho các cháu mà. Đợi tí tìm đồng phân siêu nhanh. Đồng phân siêu nhanh. Đồng phân siêu nhanh không có đây rồi, buồn quá đi. Buồn quá các cháu ạ. Chắc ngày mai chúng mình sẽ phải làm một cái link để tìm đồng phân siêu nhanh cho các cháu thôi nhá. À, nhớ xem video livestream này về tường, xong mai chúng mình làm cái link xong chúng mình sẽ gửi lên cho các cháu luôn. Đấy, bây giờ là câu 17 là một trong số những skin tìm đồng phân siêu nhanh của chúng mình Merlin. Các cháu chú ý nhá, nhìn kỹ thế này. À, C4H8O2, C4H8O2 chúng ta thì là đồng phân ST thì nó sẽ luôn luôn có dạng là R1COOR2 các cháu nhá. R1COR2 thì mình sẽ có là R1 cộng R2 thì bằng 3 carbon, đúng không? 3 thì bằng 0 cộng 3, 1 cộng 2 và 2 cộng 1, được chưa? Rồi, đọc cho chúng mình này. 3 4 5 3 4 5 2 4 8. Còn 0 1 2 thì chỉ có 1 mà thôi. Không có 1, 1 có 1, 2 có 1, 1 có 1, 2 có 1, 3 có 2. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. 2 cộng 1 cộng 1 bằng 4. Vậy tổng cộng mình có 4 đồng phân. Được chưa? Đáp án đúng đáp án cờ. 4 đồng phân, đáp án đúng đáp án cờ. Thế còn đứa nào mà chưa quen với lại cái chiêu tìm siêu nhanh để chúng mình đây chưa đếm ẩn nhá. Nhanh nhanh xem video livestream lại về tường, xong rồi inbox chúng mình để chúng mình gửi cho các cháu trọn bộ link
để tìm đồng phân siêu nhanh. Nhớ là phải xem lại về tường thì mới nhận được trọn bộ link hướng dẫn từ không biết gì thành biết, được chưa? Thế còn lại nếu mà đứa nào mà không quen thì chúng mình viết cho nhìn nhé. HCOO này, CCC, HCOO, CCC, hai cháu. CH3COO, CC và C2H5COO, CH3. Đấy, đứa nào mà không biết thì đứa phải viết. Còn là những đứa học trung bình thì nhẩm phát ra được 4 luôn. Đấy, các cháu cần lưu ý nha. Mình sang câu tiếp. Câu số 18. Câu tiếp theo. Câu số 18. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp. Polymer thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. À, cái thằng này lại được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với iốt có màu xanh tím. Sinh ra quang hợp của cây xanh thì mình biết ngay nó là gì rồi. Vậy còn thêm nữa là tạo với dung dịch iốt có màu xanh tím nữa. Vậy thì chắc chắn 100% nó chỉ có thể là thằng nào? Nó chỉ có thể là thằng tinh bột mà thôi. Hết rồi. Câu 19, lại một câu dễ là các cháu nhìn thấy không? Các cái đề thi là những câu dễ là những câu mà luôn luôn có ở những cái phần đầu tiên. Nên các cháu chú ý là cần phải giải chuẩn đúng những cái câu ở phần đầu tiên. Để chúng ta chuẩn bị được cho 5 điểm rồi đấy. Chất nào sau đây có phản ứng màu bí ure? Mình biết bác biết chắc chắn là bí ure là phải từ tripeptide trở lên. Tripeptide trở lên. Thế thì mình có này, chất béo là không thể bí ure được, đúng không? Không phải peptide. Tinh bột cũng vậy, không thể. Đúng chưa? Saccharose càng không. Vậy bí ure chỉ có thể là protein. Đáp án đúng, đáp án B. Bỏ. Câu 20. Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đây là một câu mà chúng ta lấy tròn 5 điểm. Phát biểu nào sau đây là đúng? Tất cả các amin đều làm quý tí bẩm chuyển thành màu xanh. Đấy, các cháu thấy câu này đúng không? Câu này toang. Bởi vì làm sao nhỉ? Anilin. Anilin cũng là amin. Anilin thì không làm quý tím chuyển màu. Được chưa? Ở nhiệt độ thường tất cả các amin đều tan nhiều trong nước cũng toang. Từ tất cả bởi vì anilin cũng không tan trong nước. Đấy, cẩn thận. Được chưa? Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin có thể dùng dung dịch HCl, hoàn toàn chính xác. Bởi vì ở đây chúng ta thường hay dùng anilin. Đây, HCl tác dụng với anilin là C6H5NH2. Đầu tiên thì anilin không tan trong nước nên mình không thể sử dụng nước để làm sạch ống nghiệm chứa anilin được. Thế thì cho ta HCl vào thì nó tác dụng với nhau để nó tạo thành C6H5NH3Cl. Khi mà C6H5NH3Cl đấy nó là muối và muối này nó lại tan trong nước. Thế chính vì vậy nên là sử dụng để rửa sạch ống nghiệm chứa dính anilin được. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Còn đáp án D, amin đều không đồng, sử dụng trong điều trong chế biến thực phẩm là sai. Được chưa? Tất cả các amin đều đồng, được chưa? Nhớ nha. Đấy, thế mình xong 5 điểm. Ngon ơ, ngon như húp cơm luôn. Đấy, câu 21 để lại, tí chúng mình giải cho. Câu 21 là thực ra cũng dễ thôi, tí chúng mình quay lại chúng mình giải. Nào các cháu cùng comment đáp án câu 22 xem nào. Câu 22, chất không có phản ứng thủy phân là, lưu ý phải là không có phản ứng thủy phân. Chúng ta biết thừa là những thằng sau là những thằng có phản ứng thủy phân này. Thằng este là có thủy phân này. Thằng peptide là thằng có thủy phân này. Thằng disaccharide đi này. Và polysaccharide cũng là bọn có thủy phân này. Thế vậy mình có này, etinacetat là thằng este có thủy phân. Thằng gliala mình nhìn nó có liên kết peptide NHCO cũng thủy phân. Thằng saccharose là thằng disaccharide thủy phân tạo thành alpha glucose và beta fructose. Đúng chưa? Cũng bỏ nốt. Vậy ở đây không có phản ứng thủy phân, chỉ có glucose. Glucose là monosaccharide và monosaccharide thì không có phản ứng thủy phân. Đáp án đúng, đáp án A. Câu bài tập thứ hai trong đề này, và với câu bài tập này thì chúng mình bắt đầu tính toán. Các cháu cùng comment đáp án câu 23 xem các cháu comment đúng không nha. Các cháu cùng comment đáp án câu 23 xem các cháu comment đáp án đúng không nhá. Nhớ comment đáp án câu 23 xem đúng không nào. Nhớ là like cái video live stream này để nhận được tương tác nhiều hơn để khi chúng mình live stream còn nhìn thấy nhá. Câu 23, cho 2 gam hỗn hợp metinamin, dimetinamin phản ứng vừa đủ HCl. Nhìn nhá, metinamin này, CH3NH2. Dimetinamin CH3NH CH3 đây 2 gam đều phản ứng với HCl. Chúng ta tìm được vừa đủ, lưu ý là từ vừa đủ, số mol HCl là 0,05 mol thì thu được muối. Các cháu lưu ý này, các cháu để ý này, đây là amin tác dụng HCl để thu được muối mà lại còn có cụm từ vừa đủ nữa, và bởi vì là nó vừa đủ nên là chắc chắn là amin tác dụng hết HCl nó thành muối thôi. Vậy mình có bảo toàn khối lượng nhé, bảo toàn khối lượng mình có này. Khối lượng của amin là 2 gam cộng với khối lượng HCl là 0,05 nhân với lại 36,5 thì bằng m muối. Được chưa? Vậy thì đến đây chúng ta bấm máy tính là chúng ta tìm được m muối ngay.
mình có là 0,05, 0,05 nhân 36,5 bằng cộng 2 bằng đây bằng 3,825 g. 3,825 g. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? Đấy. Dễ ợt đúng không các cháu? Nào, mình sang câu 24. 24 có lấy điểm 6 này. Ngon lành canh đào không? Ngon hơn hút cháo của Cross đúng không? Hút cháo của Cross còn khó chứ còn cái này ngon hơn hút cháo của Cross luôn. Câu 24 này. 24 lại một câu tính toán nữa. Như chúng mình đã phân tích, chúng ta chỉ cần làm đúng chính xác 24 câu lý thuyết cộng với 4 câu bài tập. Đúng không? 24 câu lý thuyết với 4 câu bài tập là mình đã có 7 điểm rồi. 28 câu mà, 7 điểm. Thủy phân 4,4 gam etin acetat. Etin acetat là CH3 COO C2H5. 4,4 gam chúng ta tìm được luôn số mol nhá. Mình lấy là 4,4 này chia cho 88 này thì bằng là 0,05 mol. 0,05 mol vào dung dịch NaOH, mình tìm được số mol NaOH của chúng ta là bằng 0,2 nhân 0,1 thì bằng 0,02. Thế thì hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ thu ra được đó là CH3 COONa cộng với lại C2H5 OH được chưa? Thế thì ở đây mình có này, tính theo thằng natri, bởi vì ở đây là thằng este dư và thằng NaOH hết, vậy thì tính theo natri NaOH nó là 0,02 mol. Được chưa? Vậy chất rắn chúng ta là chỉ có bốn muối đường này thôi, chứ còn thằng ancol là bị bốc hơi nhá. Còn thằng este dư nó cũng bốc hơi tại vì este chúng ta tồn tại ở điều kiện thường là thể lỏng hoặc thể hơi mà. Đúng chưa? Không có tồn tại thể rắn. Đây hỏi mở chất rắn chỉ có muối thôi. Vậy hoàn toàn chi tiết rồi nên không có gì phải lo cả. Chúng mình gõ giải chi tiết rồi. Đây chúng mình like cho các cháu theo dõi like cho cháu học cho nó kỹ thôi. Chúng ta sang tiếp nhé. Câu tiếp theo, câu số 27. Đến đây bắt đầu là hơi khó khó sương sương rồi. Mình cần chọn những câu dễ mình làm trước, những câu khó mình làm sau, các cháu nhớ chưa? Chứ là không là toang ấy, mình cứ đâm đầu vào làm các câu khó là toang luôn đấy. Mục tiêu mình chỉ lấy 7 cộng thôi mà. Mục tiêu mình lấy 7 cộng mình chỉ làm 7 cộng thôi. Được chưa? Còn những bạn nào mà muốn xác định trên 7 cộng thì đăng ký ngay mua cuốn sách này của thầy thì là có giải chi tiết ở đằng sau nhá. Bột sắt vào dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và HCl này. Đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch X. Dung dịch X hỗn hợp khí gồm NO và H2. Và chú ý này, chất rắn không tan. Ở đây mình chỉ có mỗi lần sắt là chất rắn. Vậy chất rắn không tan đó là sắt dư. Được chưa? Thế thì lưu ý cho chúng mình này, do sắt dư. Thế thì mình phải có là các phản ứng xảy ra như sau. Đầu tiên là Fe này cộng với H cộng này cộng với lại NO3 trừ này thì chắc chắn sắt chúng ta lên sắt dương 3 rồi. Đúng chưa? Cộng với khí NO cộng với lại H2O. Nhưng ta lưu ý nhá, do sắt dư nên H cộng này NO3 trừ hết. Đúng chưa? NO3 trừ hết thì NO3 biến hết thành NO. NO3 trừ phải hết. Sắt dư mà. NO3 trừ phải hết. Được chưa? Đầu tiên là NO3 trừ hết, vậy trong dịch không thể tồn tại muối NO3 trừ được. Toàn. Toàn tinh vào, được chưa? Sau đó này, do sắt dư nên sắt sẽ tác dụng với lại sắt 3 cộng để tạo thành sắt 2 cộng. Cháu nhìn đó chưa? Do sắt tác dụng với sắt 3 cộng để tạo thành sắt 2 cộng và sắt dư nên sắt 3 cộng hết. Vậy trong dịch không tồn tại sắt 3 cộng. Thấy chưa? Nhìn nhá, sắt 3 cộng toàn. Thế vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có thể là Fe, CL2 và NaCl thôi. Thế tại sao lại sinh ra hydro? Bởi vì do sắt dư mà trong này có H cộng nên mình sẽ có phản ứng tiếp là sắt dư cộng với H cộng thì tạo thành sắt 2 cộng cộng H2. Đúng chưa? Vậy mình có cả khí hydro đấy được chưa? Vậy là sắt vẫn dư. Đấy, vậy đáp án đúng chúng ta là FeCl2 với NaCl, các cháu hiểu chưa? Rất là dễ thôi. Rất là dễ. Nhá. Câu 28 lại là một câu tính toán khó đánh dấu đệ lại. Đến câu 28 mà chúng ta bỏ lại 4 câu vậy mình giải được 24 câu rồi. Mình giải được 24 câu, vậy là mình đã có 6 điểm, 6 điểm nằm chắc trong tay. Cứ chọn câu dễ làm trước, chọn câu khó làm sau. Giờ mình giải câu 29 này, 30 là mình có 6,5 nhá. Đấy, cứ giải bình tĩnh từ từ đấy, ăn 7 cộng cơ mà. Ăn 7 cộng chứ mình có nghĩ gì cao xa đâu. 7 cộng vừa tầm với của chúng ta. Học chú mình là vừa tầm với luôn. Đây là đề minh họa năm 2017 đấy nhá. Câu 29, cho dung dịch muối X đến dư vào muối Y. Ui khó đấy nhỉ, thu được kết quả Z. Mình thử xem là đáp án A này, thằng này tác dụng với thằng này thì mình thu được đầu tiên là bạc cộng cộng với lại CL trừ. Rất nhiều đứa chỉ nhìn ra được là thu được AgCl nhá. Nhưng mà chúng nó quên mất rằng là bạc cộng này còn cộng với sắt 2 cộng nữa để tạo thành gì? Để tạo thành gì? Chúng ta còn có cả kết tủa nữa là kết tủa bạc. Đấy, được chưa? Thì đây là chất kết tủa Z là bạc, AgCl và bạc. Thế thì bây giờ cho Z vào HNO3 thử nhé. Cho Z vào HNO3. Thì chúng ta lưu ý rằng là cái kết tủa AgCl không tan. Không tan trong NH3. Không tan trong HNO3. Nhưng còn bạc thì tan. Được chưa? Bạc thì tan để tạo thành bạc cộng. Bạc cộng. Và khí không bảo hóa đâu trong khí là NO. Thế thì vậy, hoàn toàn ta có này.
tan một phần khí màu hóa đông là NO, nhưng mà vẫn còn chất rắn T không tan, vậy chắc chắn nó là AgCl. Vậy thì chắc chắn đây X chúng ta là AgNO3 và Y chúng ta là MgCl2, và chỉ có hai thằng này thỏa mãn thôi, không có bọn nào thỏa mãn nữa, được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Đáp án B loại vì sao? Bởi vì B chỉ sinh ra muỗn kết tụa AgCl, mà AgCl thì không tác dụng với HNO3 nên không có khí màu, không màu hóa nâu trong không khí thoát ra được. Được chưa? Tiếp tục là thằng Na2CO3 với lại BaCl2 thì nó tạo thành BaCO3. BaCO3 thì mặc dù có tác dụng HNO3 nhưng mà nó chỉ sinh ra khí CO2, không có chuyện là không màu hóa nâu. AgNO3 tác dụng với FeNO3 hai lần thì nó chỉ tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc. Đúng chưa? Bạc này thì tác dụng HNO3 chứ không có chuyện là thằng chất rắn không tan. Được chưa? Câu 30. 30 nhá. Cho các phát biểu sau này. Số phát biểu đúng này. Nào. Số phát biểu đúng các cháu chú ý nhá. Ở đây đề bài hỏi chúng ta là có bao nhiêu phát biểu đúng. Thế thì chỗ này mình phải nhớ lý thuyết. Mình nhớ lý thuyết thì mình mới làm được phần này, nếu không là toang luôn. Đấy, đây là một cái câu mà mình lấy 6,5 điểm. Thế mình cần phải cẩn thận một chút để mình lấy được điểm cao một chút xíu. Thế đầu tiên là thép của hợp kim của sắt chứa từ 2 đến 5% khối lượng carbon, thì ở trong cuốn sách vô cơ hôm qua chúng mình cho anh ta xem đã có đúng không? Trong cuốn sách vô cơ chúng mình nói cực kỳ rõ ràng là thép là hợp kim của sắt chứa từ 0,01 cho đến 2% khối lượng carbon, còn 2 đến 5 là của carbon cơ, của gang cơ. Vậy là A toàn. Được chưa? Bột nhôm trộn với bột sắt 3 oxit, bột nhôm trộn với bột sắt 3 oxit là Fe2O3 thì dùng làm hàn đường ray là hỗn hợp tecmit đấy. Tecmit, đúng rồi, đây là hỗn hợp tecmit. Tecmit được để dùng làm hàn đường ray, chính xác luôn. Dùng nó 2CO3 để làm mất tính cứng tạm thời và mất tính cứng vĩnh cửu của nó. Ui câu này quen, giống câu qua giải, giống câu hôm thứ hai giải nhỉ. Hoàn toàn chính xác luôn, bởi vì là khi mình dùng Na2CO3 thì thằng Na2CO3 này có ion bằng CO3 trừ này, nó đớp nhau với hai cái ion mà chắc chắn có trong nước cứng là Ma2 cộng và canxi2 cộng để tạo thành kết tủa CaCO3 hoặc MgCO3, làm mất tính cứng. Vì mất cả tạm thời, mất mất cả vĩnh cửu luôn, bởi vì cả thằng tạm thời và cả thằng vĩnh cửu chúng ta đều có thằng canxi2 cộng và Ma2 cộng. C đúng. Dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân rơi vãi, hoàn toàn chính xác. Do ở đây mình có phương trình là thủy ngân tác dụng với lại lưu huỳnh để tạo thành HGS, nên là chắc chắn mình sử dụng thằng thủy ngân và thằng lưu huỳnh thả vào thủy ngân thì mình sẽ thu được kết tụa HGS, và lúc đấy mình có thể hót, mình vứt đi được. Đấy, D đúng. Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng HNO3 thì người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm. Ở đây mình có là đồng mà tác dụng với HNO3 thì mình sẽ sinh ra được là đồng 2 cộng và sẽ có hỗn hợp khí NO, NO2 cộng H2O. Thế thì dù sinh ra NO hay NO2 thì mình đều sử dụng bông tẩm dung dịch kiềm, bởi vì bông tẩm dung dịch kiềm nó sẽ hấp thụ thằng NO2, được chưa? Vậy thì nó sẽ không tránh là làm NO2 là một khí độc thoát ra bên ngoài, và chính như vậy thì nó sẽ làm cho môi trường nó trong lành hơn và chống độc. Bên E đúng. Vậy mình có này, đề bài hỏi chúng ta là số phát biểu đúng thì mình có này, B đúng, C đúng, D đúng và E đúng. Vậy hoàn toàn mình sẽ có là bốn nhận định đúng các cháu nhá. Bốn nhận định đúng, 6,5 sao? Ngon như húp tương cà luôn. 31 nhìn dài quá bỏ. Được chưa? Thực ra câu này chúng mình chữa nhiều rồi, đáp án 73. Được chưa? 32, 32 này chúng mình đã từng chữa rồi, 32 sử dụng pháp đếm ẩn nhá. Ba phương pháp đếm ẩn. 33 cũng chữa rồi. Đây mình sang câu 34, câu nào dễ ăn thì húp. Đến cái chỗ này rồi thì chỗ nào dễ thì ngon, được chưa? Bây giờ nhắn tin cho đến chục con bé hot girl thì con nào rep mình đầu tiên thì mình nhắn tin tán con đó. Còn lại bộ con gái thì thả thính cho hàng trăm thằng, thì thằng nào mà vã inbox cho mình, mang đồ ăn cho mình liên tục thì mình thả thính thằng đấy tiếp để mình tán nó thôi. Được chưa? Câu 34, cho các chất sau, dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl là, lưu ý là đều tác dụng được nhé. Thì mình có này, anh đầu tiên anh X. Anh X này là amino acid. Amino acid thì vừa có nhóm acid thì nhóm này COH này tác dụng với NaOH. Nhóm này là nhóm amin thì tác dụng với HCl, một cháu tác dụng được. Anh này là muối amoni thì tác dụng với cả NaOH và cả HCl. Riêng anh amin này chỉ tác dụng HCl không tác dụng với NaOH, toang anh amin. Được chưa? Vậy là mình có này thằng Z là không tác dụng với cả NaOH và HCl. Vậy chỗ nào có Z thì bỏ. Mình có đáp án D có Z bỏ. Đáp án X, đáp án C có Z bỏ. Đáp án A có Z bỏ. Vậy thì chắc chắn 100% đáp án đúng của chúng ta còn lại chỉ có thể là đáp án B thôi các cháu ạ. Đấy, dễ không? 6,75 rồi đấy các cháu ạ. 6,75 rồi đấy. Câu 36 này. Đây, câu 35 này trông dài quá, khó quá, vã quá bỏ. 36 này. 36 chuẩn 7 điểm cộng này. Chuẩn 7 cộng luôn này. Ngon lành cành đào chưa? Chúng mình hỏi ngon lành cành đào chưa? Để cho chúng mình hỏi là đã ngon chưa? Chuẩn 7 cộng đúng không? Kết quả thí nghiệm của các dung dịch XYZT với thuốc thử được ghi ở bảng sau. Các cháu nhìn nhá. T và quỳ tím thì quỳ tím chuyển thành màu xanh. T và quỳ tím, T đây. T là cuối cùng này.
và quy tín chuyển màu xanh etinamin là C2H5NH2 thì đúng là quy chuyển thành màu xanh thật. Thằng này cũng quy tín chuyển thành màu xanh thật. Glucose không chuyển màu. Anilin C6H5NH2 cũng không chuyển màu. Thì vậy là bạn ngay đáp án C là ngay đáp án D. Dễ không? Người khôn là biết chọn câu dễ làm trước, câu khó làm sau các cháu nhá. Tiếp tục này. Y dung dịch AgNO3 thu được kết tủa bạc trắng sáng, Y là cái chất thứ hai đây. Glucose thì vào AgNO3 trong NO3 chắc chắn thu được kết tủa bạc rồi. Anilin vào AgNO3 trong NO3 không thu được kết tủa, vậy làm gì có chó? Vậy là bỏ ngay B. Vậy toàn B tiếp. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A, chỉ muốn A thôi. Xong. 7 điểm. 7 điểm như một giấc mơ. Đúng chưa? 7 điểm như một cơn mơ. Đây, giờ sang câu 37 khó quá, câu 38 khó quá, câu 39 khó quá bỏ, câu 40 khó quá bỏ, lấy 7 điểm đã. Bây giờ vòng lại một câu tính toán dễ lúc nãy chúng mình để lại. Đây. Câu tính toán dễ đây, câu 21 là lấy 7,25 đúng không cháu? 21 mình lấy 7,25, tội gì không lấy. 7,25 là đỗ trường rồi. Đúng không? Nhìn nha. 21 này. Cho 15 g glycine. Thế mình phải nhớ được cái công thức của glycine là gì. Bao nhiêu đứa nhớ được công thức glycine ở đây thì comment cho chúng mình biết nhé. Glycine này, H2N này, CH2 này, COOH này. Chúng ta tìm được số mol luôn. Đây là 45 cộng 14 cộng với lại 16 thì là bằng 75 đúng không? 15 mà chia cho 75 thì mình tìm được số mol của nó bằng 0,2 mol các cháu nhé. 0,2 mol. Vào 300 ml dung dịch HCl để tạo, đáng nhẽ là nó tác dụng với nhau tạo thành muối, chúng mình ghi này cho dễ nhìn này. Đây là dung dịch X. Mình coi cái dung dịch X của mình là gồm có amino acid và HCl này. Vào dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng vừa đủ với cao watt, chúng ta tìm được số mol cao watt luôn này. 2 nhân với lại 0,25 thì bằng là 0,5. Lưu ý ở đây là cụm từ tác dụng vừa đủ. Thế thì do tác dụng vừa đủ nhá, thì mình coi như amino acid tác dụng với lại cao watt thì có nhóm COH này thì H bỏ đi. Đấy, để tạo thành H2NCH2COOK và H2OH tác dụng HCl để tạo thành KCl, dễ không các cháu? Số mol amino acid này thì biết rồi, thằng này là 0,2. Vậy mình bảo toàn kali nhé, mặc dù HCl mình chưa biết nhưng mình vẫn tìm được kali bên này 0,5 trừ đi 0,2 kali trong này. Vậy là có 0,3. Đến đây mình tìm được mờ muối luôn, đúng không? Để bài hỏi mờ chất rắn khan, mờ chất rắn khan chính là mờ muối. Chúng ta tìm được luôn là bằng 0,2 nhân mở ngoặc đơn này. Chỗ này là 16 cộng với 14 cộng với 14 cộng với 44 cộng với 39, đóng ngoặc đơn. Được chưa? Cộng với này 0,3 nhân mở ngoặc đơn 39 cộng 35,5 bằng đây 44,95. 44,95, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Po. Ngon lành canh đào. Ngon lành canh đào chưa các cháu? Này, phút 1 là mình được 7,25 điểm nhé. Đấy, 7,25 điểm đấy. Dễ như một cơn mơ. Đúng chưa? Dễ như một giấc mơ. Được chưa? Nào, thế bây giờ nhá. Bây giờ nhá, giờ chúng ta sang tiếp. Giờ chúng ta sang tiếp này, câu 25. Câu 25 lấy 7,5. Thôi lấy 7,5 thôi, không lấy nhiều. Lấy 7,5 cho nó ngon nhá. 7,5 câu 25. Nhìn này, câu 25, lấy 7,5 xong là nghỉ. Được chưa? 7,5 xong, comment đáp án câu 25 xem nào. Tất cả các cháu comment đáp án câu 25 và inbox comment đáp án câu 25 nhá, xem video livestream chúng mình lại về tường. Xong rồi inbox thì chúng mình thì đều nhận được quà của chúng mình hết nhá. Đấy, bởi vì bây giờ chúng mình không nhìn được bình luận mà. Thế này các cháu nhá, comment tất cả các cháu hiện tại đang theo dõi video livestream chúng mình này. Comment đáp án câu 25 này, đúng chưa? Comment đáp án câu 25 này. Sau đó là inbox cho chúng mình link share video livestream lại về tường để chúng mình tặng quà cho các cháu nhá. Bây giờ hôm nay mạng lag chúng mình không nhìn được thấy các cháu comment. Ok. Nào. Đây này, không nhìn được các cháu comment cho các cháu nhìn. Trắng tăng, trắng bằng luôn, chỉ nhìn được livestream. Đấy. Mình sang câu 25 nhá. Cho mở gam sắt 25 7,5 rồi, mình mục tiêu 7 cộng thôi. Được chưa? Năm nay thì đồ đồ thị không vào câu này nữa nên chúng mình sẽ không chữa câu này nữa đâu. Câu 25 mà cháu nào muốn chữa đồ thị thì có thể theo dõi giải ở dưới này, giải chủ yếu này chúng mình chữa rất là chi tiết câu đồ thị đây. Đấy. Đồ thị là câu số 26. Đây. Chúng mình gõ rất là chi tiết câu 26 đồ thị đây này. Đây, giải câu đồ thị này. Cực kỳ chi tiết, cực kỳ dễ dàng. Đấy, câu 26 cho nhìn nó chưa? Thế bây giờ chúng mình chữa nốt câu 25 nhá. Chữa nốt câu 25 là nghỉ thôi, đúng không? Luyện đề lấy 7 rưỡi này này. Tội gì khổ. Thì học thế này cho VIP. Mình thời gian mình có đi học môn khác. Đây mình có này, Fe này. Đầu tiên mình có phản ứng nhà sắt tác dụng với sắt 3 cộng trước. Fe cộng với Fe 3 cộng để tạo thành Fe 2 cộng, đúng không? Đúng chưa? Tiếp tục này, sau đó đây là 0,1 mol.
thì đây là 2, đây là 3. Đúng chưa? Thì mình có là số mol sắt phản ứng là 0,1 nhân 1 chia 2 thì bằng 0,05. Được chưa? 0,05 mol sắt phản ứng. Tiếp tục này, Fe tác dụng với lại đồng 2 cộng thì để tạo thành Fe 2 cộng cộng với lại đồng. Được chưa? Thế số mol đồng đây là 0,4. 0,4. Đấy chưa? Thế thì ngay lập tức mình sẽ suy ngược lại được. Nhưng mà từ từ để bài bảo này thu được m gam chất rắn Z, chúng ta nhìn nhá. Delta m không thay đổi. Đây này, bắt đầu là m gam sắt, cuối vẫn là m gam sắt. Vậy là delta m thì bằng 0. Đúng chưa? Thế delta m thì bằng 0 thì nó dẫn đến là gì? Delta m bằng 0 thì bằng m vào trừ m ra. Thế m ra đây là đây, còn m vào là m đồng vào. Đúng chưa? M đồng vào thì mình chưa biết là m đồng vào là bao nhiêu. Đúng không? M đồng vào chưa biết là m đồng vào, đây là 0,4 thôi. Mình đặt m đồng phản ứng là amon thì số mol sắt tan ra là amon, số mol đồng vào là amon. Được chưa? Đấy nhá. Thế vậy này, mình có delta m thì bằng m vào trừ m ra. M vào đây thì mình chỉ có mỗi thằng đồng vào là m đồng. Trừ m ra là m sắt ra, để cả hàng sắt đều tan ra. Trừ đi m sắt tan ra. Phản ứng. Được chưa? Thế m đồng vào là đây là 64A. 64A. Trừ đi m sắt phản ứng. M sắt phản ứng đây bao nhiêu? 0,05 với A. Vậy là trừ đi 0,05 cộng A nhân 56. Và nó bằng 0. Được chưa? Vậy suy ra này. 64 này. Trừ đi 56 thì bằng 8A. Trừ đi 0,05 nhân 56. 8A trừ đi 0,05 nhân 56 thì bằng. Thì bằng. Chết rồi. 8A trừ đi 0,05 nhân 56. 0,05 nhân 56 bằng 2,8. 8A trừ đi 2,8 thì bằng 0. Vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được A bằng. Đúng chưa? A bằng 2,8 chia 8. 0,35 mol. A bằng 0,35. Và với A chúng ta bằng 0,35 mol ấy thì hoàn toàn mình tìm được giá trị của M. Đây, A này bằng 0,35. Được chưa? Vậy thì mình sẽ tìm được khối lượng của sắt. Được chưa? Khối lượng của sắt thì A bằng 0,35 thì khối lượng của sắt cũng chính bằng khối lượng của đồng. Đúng chưa? Đây, mình có nhé. Khối lượng của sắt đây này mình có này, A bằng 0,35, đây A đây bằng 0,35. Được chưa? Đấy thế thì delta m bằng 0 để bài hỏi chúng ta là giá trị của m thì bằng bao nhiêu? Thế thì giá trị của m bằng 0,35 nhân 64 bằng 2,4. Cháu nhìn rõ chưa? 22,4 gam. Được chưa? Đấy nhá, đây là lúc này là lúc mà sắt tan hết vào đồng mà 22,4. Đáp án đúng, đáp án cỏ. Ok. A khoảng 35 hoàn toàn chính xác. Đấy nhá các cháu nhá, các cháu comment đáp án, share video livestream lại về tường, inbox gửi cho chú Minh Myelin. Đấy thì ngay lập tức chú Minh Myelin tẹo lại, chú Minh sẽ gửi quà ngay lập tức cho các cháu nhá. Hôm nay là do cái mạng Facebook khóa là lag nên chúng mình bắt buộc phải dùng cách này. Buổi sau các cháu chú ý theo dõi livestream của chúng mình hàng tuần vào thứ hai, thứ tư và thứ bảy, và kiến thức lớp 11 thì tuần sau chúng mình bắt đầu livestream full nhá. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các cháu. Hẹn gặp lại.